giải bóng chuyền nam chào mừng ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 chính thức khởi tranh từ ngày 9 tháng 10 năm 2024 tại các sân khu Liên hiệp Thể thao huyện Đức Thọ. Giải có sự góp mặt của những vận động viên mạnh nhất đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, không chỉ mang đến cho các fan hâm mộ bóng chuyền trong toàn huyện một giải đấu hấp dẫn và kịch tính, đây còn là ngày hội với những người yêu bộ môn bóng chuyền. Thiết thực chào mừng 20 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 2004, 13 tháng 10 2024. Kính mời quý vị khán giả đến xem và cổ vũ.